Dạ mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Hiện tại là mình đang ở Chi Tôn, An Giang. Hôm nay thì mình sẽ đi trở lại Chi Tôn để mà mình tìm cây thốt nốt trái tim nha quý bà con. Trước đây thì mình có đi đến cây thốt nốt trái tim rồi. Lúc đó thì cái cây thốt nốt rất là đẹp luôn. Nên hôm nay là mình quyết định để đi lại. Nhưng mà có một số thông tin là cái cây thốt nốt trái tim nó không có còn như trước nữa. Vậy bây giờ xin mời quý bà con hãy cùng theo chân mình để chi tìm lại cây thốt nốt trái tim xem bây giờ nó ra sao nha quý bà con. Đây nè quý bà con xem ha, trước đây thì cái quang cảnh thốt nốt trái tim nó rất là đẹp, nhưng mà bây giờ do là cái chủ đất ruộng ở đây nè, người ta xây dựng cái nhà cũng như là cái quán ăn á, cho nên là bây giờ nó đã che khuất đi cái trái tim của trước đây rồi nha quý bà con. Mình nhìn mình không thấy trái tim nữa. Muốn thấy trái tim thì mình đứng ngược về đằng kia, nhưng mà cũng khuất cái nhà luôn. Thành ra là bây giờ cái cảnh thốt nốt trái tim là nó đã không còn, rất là buồn luôn. Xa xa phía đằng kia có rất là nhiều cây thốt nốt luôn, nhưng mà lại rất tiếc là cho một cái quang cảnh thốt nốt trái tim. Nếu như mà cái quán ở bên đó mà xây dựng xong á, mình chụp mình vẫn không có thấy thốt nốt trái tim luôn. Thấy nhưng mà cái trái tim nó không có được trọn vẹn, nó đã bị khuất, rất là uổng luôn. Bây giờ mình đi ngược lại từ cái hướng ở ngoài đường vô đó quý bà con, thì mình thấy cái vẫn còn hiện lại cái thốt nốt trái tim, nhưng mà nó đã khuất đi cái bức tường người ta đang xây dựng. Người ta xây dựng cái nhà, cái người ta xây cái bức tường cao lên luôn, thành ra là bây giờ cái thốt nốt nó đã không còn đẹp như trước nữa, rất là uổng luôn. Mà khác là cái đường này nè, cái đường này đi tới đây nó sình lầy. Sình lầy là lý do là do rất là nhiều xe mà trọng tải lớn á, chạy vào đây để chở vật tư á, cho nên là nó đã bị lún xuống rồi. Phía xa xa bên kia có rất là nhiều cái ngọn núi luôn. Trẻ em ở đây nè, đi chơi.
Chào các em. Chào. Em nào cũng mắc cỡ hết. Rồi thôi giờ mình đi tiếp cái cảnh khác đi. Tại vì thốt nốt trái tim nó đã không còn được như trước rồi. Rất là buồn luôn.